Rồi, chưa đi tới đâu là tắt nữa rồi. Cái xe này á, thì Si nó sẽ đứng trước, còn Như thì đứng đằng sau. Mất mất tiểu. Trời ơi, bé Tài ôm kìa. Bé Tài ôm kìa. Bún bò Bún bò xào. sáu Ừ. Cái múc thêm tô nữa mà trong khi đó hết nước mắm. Cái để nước tương vô ăn. Bé Tờ bây giờ anh chạy đi làm á ông bà cô chú. Giờ là còn 10 phút nữa là 6 giờ ha. Rất là lạnh luôn, bây giờ là âm 2 độ. Chạy xe này tới công ty thì chắc cũng khoảng mất nửa tiếng mới tới á. Rất là lạnh luôn á Si ơi. Rồi thấy đâu. Rồi. Chưa đi tới đâu là tắt nữa rồi. Cái này mà đi giữa đường tắt là thôi rồi luôn. Tại vì ở Thụy Điển không có tiệm sửa xe đâu. Rồi. Còn Như với Si thì sẽ đi cái xe này. Hả Si? Giờ con với mẹ đi ra trường học bằng cái xe này ha. Giờ Như sẽ đưa Si bằng cái xe này ra trường học, xong rồi ngồi với đồng nghiệp đi lên công ty không bà cô chú. Tại vì Như có đồng nghiệp làm ở công ty mà cũng ở cái chỗ này á. Si dặn bà cô chú đi. Hôm qua ông vô cái trường thì khá là ngỡ. Giỏi, giờ con vô trong đó là con ấm rồi. Đi, giờ mẹ đi khóa cửa xong rồi con mẹ đi làm ha, đi học ha. Còn Tường Vi chút nữa nó lấy xe đạp á. Nó sẽ đạp đi đi sau. Tại vì 8 giờ nó mới học, nó đi sau mà cô chú. Còn Si thì Như sẽ đưa đi trước nè. Giờ gần 6 giờ rồi đó. Đi Si ơi. Cái xe này á, thì Si nó sẽ đứng trước, còn Như thì đứng đằng sau. Xong rồi Si nó dịnh vô hai cái càng đó đó. Xong rồi mình chở nó đi. Đi lại trường học cũng nhanh lắm. Từ đây tới trường chắc chạy cái xe này chắc còn khoảng chừng 4 phút à. Là tới à. Hả Si? Tội nghiệp Si quá à. Lạnh đó Si. Hả? Con đứng con lạnh đó hả? Con run đó hả? Nó mặc mấy cái bộ đồ rồi, nó mặc thêm bộ đồ tuyết nữa mà còn lạnh. Tại vì âm 2 độ mà. Mà mình đi cái xe này thì nó chậm nha. Cái xe này chỉ có 25 km trên giờ thôi. Còn cái xe của bé tờ là nghe ảnh nói chạy tới 50 á. Cho nên là cái xe kia nó sẽ lạnh hơn rất là nhiều, mà chạy đường xa nữa. Chạy nửa tiếng là lâu lắm luôn á. Ấy ơi. Hơi mặt kìa. Mặt lạnh run kìa. Con lấy trái cây theo chưa? Rồi hả? Hả? Cái cặp con đâu hả? Ủa cặp đâu rồi ta? Chứ không phải cặp đang nằm trên lưng hả? Trời đất kỳ. Nó hỏi cái cặp con đâu. Nhảy không? Nhảy cho ông bà cô chú coi rồi ấm người đi học không? Không, nhảy không nổi hả? Rồi thôi đi ha. Này con dạ ông bà cô chú con đi học đi. Thôi con dạ ông bà con đi học. Dạ. Con khoanh tay lại đàng hoàng. Giỏi. Rồi đi nha. Rồi tới chỗ rồi, cởi đồ ra, máng lên, để giày lên kệ. Kéo quần lên, cái quần tuột chứ à. Nay ốm rồi kéo quần lên. Rồi giờ mẹ đi ra ngoài, mẹ ngồi xe với đồng nghiệp của mẹ. Với mẹ của bạn con. Con ở đây con học cho giỏi nha. Hả? 5 phút nữa là cô ấy tới á. Mẹ ngồi xe với cô đó. Vô trong đây rồi ấm lắm mà cô chú. Ở đây ấm, ở bên trong này ấm lắm. Giờ con đi vô trong con chơi nha. Con chơi với thầy cô nha. Con chúc các bạn tới. Mẹ đi ra ngoài đợi đợi đồng nghiệp của mẹ. Mẹ đứng ở đây cho ấm ha. Ừ, rồi mẹ đứng ở đây cho ấm. Đó. Nó mặc thêm cái áo nữa đó ông bà cô chú. Cởi ra xong rồi mặc vô xong rồi cởi ra. Sáng giờ. Xì giỏi dữ người ta. 6 tuổi mà giỏi dữ người ta.
Rồi đi vô trong học nha. Chút nữa ăn sáng. Ở đây con thường ăn sáng cái gì con nói cho ông bà cô chú nghe. Con ăn bánh mì với uống sữa hả? Ừ. Rồi con đi vô trong đi. Thôi con đứng đây đợi với mẹ. Nó cứ bệnh rịnh hoài nó không chịu vô trong, mà còn 5 phút nó cũng đứng với mẹ nó nữa bà cô chú. Thì trẻ em bên đây nó đi học á là gặp ba mẹ ít lắm, học từ sáng tới chiều mới về mới gặp mẹ. Đó, ngáp ngủ nữa ừ. Hồi nãy Như đâu có coi điện thoại đâu, Như nói với ông bà cô chú là âm 2 độ, giờ nhìn điện thoại lại âm 6 độ. Âm 6 độ mà không có gió cho nên nó cũng bớt lạnh ha, nhưng mà nếu mà mình chạy xe máy á, với mình chạy xe điện thì có gió thì sẽ lạnh, rất là lạnh luôn. Trường học giờ chưa có ai á, có mình Si với ông thầy với mẹ. Chút nữa mới tới, giờ mới 6 giờ 5, 5 phút 10 phút nữa người ta mới tới. Buồn ngủ hả Si? Con học ở đây con được vô trong con ngủ không? Không hả? Thầy không cho ngủ. Rồi trưa cũng không ngủ luôn. Rồi chiều mới về nhà thôi chứ ở trong trường là con không được ngủ hả? Trường kia được ngủ hả? Trường kia thì được ngủ. Trường cũ trên trên chỗ mình thì được ngủ mà trường này không được ngủ. Kỹ ta. Hai mẹ con được đồng nghiệp đưa về nè ông bà cô chú ơi. Đồng nghiệp đưa về tới nhà luôn. Si đang vịnh cái xe nè. Buông ra coi chừng nó ngã Si. Ơi, cái tờ về trước rồi kìa, cái tờ đi xe Honda mà về trước mình luôn nha. À, cái túi này là cái túi rau, giờ đi vô nấu cơm ăn. Đâu rồi, cái tờ? Cái tờ. Có e đứa. Hô gua đã. Hola gạch, xin chào. Hola gạch. Mẹ mô phê. Giết, thì vô giết thì khăn. Bé tờ nói là buổi sáng rất rất là lạnh luôn. Mấy cái ngón tay, đầu ngón tay này bị nhức luôn, bị đau luôn khi mà lái xe. Giỏ mà, giỏ ốc sợ. Giết thì khăn. Aha, så du ska åka tåget istället? Imorgon ska nog åka med en som heter Joa. Aha, okej. Jag ska bara halv sex måste jag vara hos han. Du bor på Stenberg, andra sidan. Så du ska åka med din kollega? Ja, ja. Ja, det är nu. Det är bra. Så att det är inte på morgonen när det är så kallt. Nej. Jag är förkyld sen ju. Phải tờ nói là lái chạy xe về xong muốn bệnh cảm luôn. Mấy cái đầu móng tay, 10 đầu móng tay là bị nhức luôn, bị đau hết cái đầu móng luôn. Rồi sao? Có làm sao? Có làm sao? Hả? Ở trời đất ơi, vậy chạy vô nhà đi, chạy vô nhà nhanh lên. Chạy vô nhà đưa xe ra cho mẹ. Rồi chạy vô nhà nhanh lên. Mất mất tiểu. Trời đất ơi, phải tờ ôm kìa. Phải tờ ôm kìa. Chạy vô ôm phải tờ đi. Vé nó ba mãi mấy lần. Cũng may là có cái bạn đồng nghiệp này như ngồi xe chung á bà cô chú. Ngồi xe chung đi rồi cái về luôn mà cổ chở về tới nhà luôn. Hả? Chào ông bà cô chú hả? Bà cô chú áo. À, giờ vô trong đây vô nhà nấu ăn, vô nhà cái nó ấm liền luôn. Ngon quá. Chưa ăn gì trời, ngon quá. Với tờ anh nói là hôm nay anh không có tới ăn cơm với mẹ được luôn á. Tại vì sáng lái xe đến giờ muốn bệnh luôn mà giờ cũng không có chạy cái xe máy đó lên trung tâm để gặp mẹ được. Tại vì gặp xong mẹ xong rồi chiều về, tối về là lạnh dữ lắm. Cho nên là hôm nay không đi ăn cơm mẹ luôn, không gặp mẹ luôn. Rồi, phá lệ luôn bà cô chú ơi. Không có xe đi, đi xe máy cho nên phá lệ luôn rồi. Hại ơi.
Vừa đi học về là nhảy liền luôn ta. Con tay dạ ông bà cô chú. Dạ. Nói đàng hoàng, con xin chào ông bà cô chú. Dạ. Dạ, con mới học về. À, dạ, con mới đi học về. Con đi lên chơi đi, mẹ nấu cơm con ăn nha. Hả? Ừ. Cái cục thịt bò này hôm bữa Như mua để nấu lẩu thái cho Tường Vi ăn. Hôm nay còn nửa cục Như lấy ra Như làm bún bò xào nam bộ luôn. Một muỗng dầu hào, chút xíu bột niêm với bột ngọt, hai muỗng dầu ăn nữa là mình ướp xong cái tô thịt bò của mình. Mình để qua một bên, mình làm tô nước mắm chua ngọt chúng mình ăn với bún nha. Một muỗng đường rồi một muỗng nước mắm, hai muỗng nước lạnh, một muỗng nước cốt chanh. Cái công thức vẫn y như trước. Số lượng tỏi băm với ớt băm thì nó nhiều hơn. Tại vì mình thấy con người mình nó lạnh quá, mình ăn thêm nhiều tỏi vô cho nó ấm. Làm cái tô nước mắm xong thì Như để qua một bên. Sau đó thì đi làm cái dĩa rau. Bên đây thì mình không có rau sống, mình chỉ ăn giá, dưa leo với lại salad sắc nhuyễn thôi. Rồi mình quay qua mình luộc cái bịch bún khô này. Mình luộc khoảng 6 đến 8 phút là xong, mình để ra cho nó ráo nước. Mình quay qua mình phi hành với tỏi lên cho nó thơm. Rồi mình để bò vô mình xào. Bò này thì xào rất là nhanh chín luôn. Mình xào mà cho nó thấm thấm chút xíu thôi đó. Thì mình đi cắt một xíu củ hành nữa. Vài cái củ hành mình để vô, mình xào cho nó ra cho nó ngọt. Rồi vậy là xong. Nêm nếm lại coi nó vừa ăn chưa. Như thấy thì nó hơi nhạt á, cho nên Như cho thêm chút xíu hạt nêm cà no vô nữa nè. Rồi xong mình xào, mình để hành cho nó thơm, vậy là xong. Bây giờ thì mình cho bún ra ngoài tô. Rồi mình để dưa leo bằm vô. Rồi mình để salad với lại giá vô. Mình để thịt. Cuối cùng mới là chan nước mắm với là hành phi. Rồi vậy là xong. Cùng Như là một tô bún bò xào nam bộ. Đem lên cho phép tờ với lại ba đứa nhỏ ăn. Rồi mình cùng tâm sự. Hỏi ba người đó cái cảm nhận hôm nay mà không có cái chiếc xe đó thì sẽ như thế nào nha. Rồi xong xuôi hết rồi, người tô. Hai người lớn thì hai tô lớn, hai người nhỏ thì hai tô nhỏ. Xin chào bà cô chú anh chị và các bạn. Ăn đi con. Mời ông bà cô chú ăn với con xong rồi ăn. Dạ. Ừ. Mời bà cô chú ăn với con. Giỏi, ngoan. Rồi, Si. Thôi được rồi, cái miệng rộng dữ vậy. Ngon không? Ừ. Ngon không? Ừ. Ngon hả? Đói bụng quá không bà cô chú, đói bụng. Hungry, Jessica hungry. Rồi, phép tờ ăn thử coi. Smoke Garden. Sao, ngon không? Ừ, rất good. Ừ, ngon quá không? Ngon quá. Ừ. Ngon quá. Ngon quá. Ừ, tội nghiệp ảnh nay. Ngon quá. Nhìn đừ quá, đi đi xe máy có ngày một mà nhìn đừ đẫn luôn bà cô chú ơi. Muốn bệnh luôn, nay bỏ mẹ luôn, không ăn cơm mẹ luôn, ăn cơm nhà luôn rồi. Hôm nay thứ hai nè, là phải ăn cơm mẹ đó. Better over here today, better. Bún bò. Bún bò. Xào. Xào. Ừ. Bún bò xào Nam Bộ. Bún bò xào. Nam Bộ. Nam Bộ. Dài quá, khó nói quá. Như xin mời ông bà, cô chú, anh chị và các bạn cùng ăn ăn tối, ăn bún bò Nam Bộ, bún bò xào Nam Bộ với gia đình của Như nha. Cái món này là Như ăn duy nhất có một lần. Lúc mà Như còn nhỏ, Như đi đám, Như ăn một lần thôi. Lần này là lần thứ hai và đây là lần đầu tiên làm luôn. Lần kia làm sao mày biết làm? Lần đầu tiên làm vẫn biết làm bình thường. Thấy mẹ giỏi không? Trời ơi, bụng quá đó bụng Si ơi. Bụng quá. Không thấy giỏi hả? Vi thấy mẹ giỏi không Vi? Ôi, chị hai nói mẹ giỏi kìa. Ngon quá. Với nước mắm ngon quá. Cái tờ vài bữa đi về là ăn cơm một mình rồi ông bà cô chú ơi, không có ba mẹ con Như. Như cô không có nấu cho ảnh ăn được mỗi ngày nữa rồi. Chỉ gặp cuối tuần là nấu thôi. Mốt về quay lại cuộc sống rồi, lúc trước là ăn bánh mì, rồi ăn khoai tây luộc, rồi ăn thịt viên luộc, xúc xích đồ này nọ thôi, chứ không có món Việt Nam ăn mỗi ngày nữa rồi ông bà cô chú. Ngày mấy là mình chuyển hoàn toàn đến chỗ luôn. Má, cà phê.
Rồi cứ để cà phê lại cho bé Tòa tự luộc. Không biết làm trứng. Ngon quá. Hồ lông thì Hồ lông thì sơ phun hèm thì giúp được mấy một phép. Fyrtio minuter. Jag tror det här timme. Tapp, täcke. Ja, men jag hade inte full, jag kunde inte ta full gas för att jag frös så mycket. Jag fick stanna två gånger med. Och det är skönt. Han är ond här va? Det är nästan dog. Oj. Är det? Nästan dör jag. Vad är det när jag kom? Cái tờ sáng lấy xe máy đi làm hả Tường Vi? Còn con đi học bằng xe đạp như thế nào, ổn không? Hơi lạnh thôi, mình dụng đeo bao tay. Con có đeo bao tay nhưng mà nó không lạnh. Tại vì nó cũng thấy cây nên là đeo bao tay thì cũng hơi lạnh chứ. Nhưng mà lúc đi về thì con kiếm được cái đường gọi là cái đường mà lên dốc. Có lên dốc nhưng mà nó cái dốc nó gọi là ít. Nó ít hơn xíu. Nhưng mà con lúc con đi là bớt lạnh rồi. Cái lúc mẹ với bé Tờ với Si đi là -6°C. Còn cái lúc con đi là tầm 0°C, 1°C. Chắc là 0°C hoặc là 1°C rồi, đỡ hơn mẹ với Si với bé Tờ. Lạnh lạnh lắm luôn. Hôm nay trời lạnh mà nước nó băng mà. Ừ, hôm nay lạnh ghê ha. Hôm nay lúc mẹ với Si đi ra ngoài đường là cỏ đông đá luôn. Thường là nó không có vậy đâu. Mà nhưng mà lúc về không có lạnh. Lúc về thì nắng lên rồi. Xe của em mà. Lúc về mẹ ngồi xe của đồng nghiệp của mẹ. Bữa sáng đó mẹ cũng ngồi xe đồng nghiệp luôn. Mẹ đưa Si tới trường xong mẹ ngồi chung với đồng nghiệp của mẹ. Tại vì cô ấy cũng đưa con tới trường học chung lớp với Si á. Si đi học cùng giờ với em, ai về cùng lúc luôn. Ờ, rồi xong rồi về thì mẹ cũng ngồi chung với cô ấy xong rồi về tới chỗ này. Xong rồi mẹ định là chạy xe điện của mẹ từ chỗ trường Si á, về nhà, tự về nhà. Nhưng mà cô nói là cô đưa về giùm luôn. Nhìn bé Tờ rất là mệt mỏi luôn á mà cô chú. Nha. Chạy xe máy đi lên đi làm xong đi về nhìn rất là mệt luôn, đu xe vết là stress ướt đó rồi. Ừ rồi. Bình thường mấy giờ là cái Tờ về nhỉ? Không biết nữa nhưng mà hồi sáng là thấy Tờ lái ra khỏi nhà là 15 phút nữa 6 giờ. Mà chạy 40 phút mới lên tới đó. Xong mà chạy về mà đi xe máy mới có một ngày thôi mà nhìn bệnh luôn, không đi ăn cơm mẹ nổi mà nhìn mệt mỏi đừ người luôn. Nãy cặp tầm mắt yếu nhìn đường cặp mắt luôn. Nãy tầm 4 giờ là cái Tờ về. Cái gì? Con buồn ngủ. Con buồn ngủ luôn hả? Con ăn xong con đi ngủ lẹ đi. Thứ hai thường là sẽ bị mệt buồn ngủ. Thứ hai đầu tuần. Jättegott där. Vad? Maten. Jättegod mat. Bún bò. Dạ. Bún bò. Anh đưa xe bún. Bún bò. Bún bò. Bún bò xào. Bún bò xào. Nam bộ. Nam bộ. Đúng rồi. Đúng rồi. Mốt về Việt Nam đi, sáng dẫn cho ra ăn tô bún bò Huế là ngất ngay con gà tây liền. Trời đất ơi. Ăn bún bò Huế rồi bắt đầu trưa là làm cái lẩu ha, dẫn ra quán Hương Quê làm cái lẩu. Không có chiều tối. Chiều làm cái bánh xèo. Trời đất ơi. Tối ăn bánh tráng. Tối ăn bánh tráng. Tối ăn bánh tráng trộn nữa hen. Rồi gỏi cuốn nữa. Mày biết gì tôi uống nói gì cun. Dễ con mà. Uống sữa cun nữa hả? Uống xì tin được không? Được. Rồi, về cho bé Tờ uống xì tin. Mẹ mày biết gì tôi nói gì? Bánh cam kiếu. Không có nói bánh cam cu nữa. Bánh cam cu là nói bậy á. Không có nói. Hôm qua anh nói mấy lần luôn, cái có một vị khán giả viết ở trên bình luận ở trên cái video của Như á, nói phải Tờ nói vậy là sai, đừng có nói nhiều lần, nói vậy là không có đúng, nói vậy là không có tốt. Nhưng mà thật ra ảnh là người Thụy Điển mà ảnh nói không có rõ cái chữ cua đó cho nên hình thành vậy, nhưng mà nhiều khán giả lớn tuổi người ta khó tính, người ta nói là không, đừng nói vậy nữa, cho nên là đừng nói nữa. Bánh canh cua. Bánh canh cổ. Ừ, nói được, nói không được thôi, đừng có bánh canh cu trong đây. Bánh canh cổ. Ừ. Bánh canh cu. Bánh canh cua. Bánh canh cua. Cua. Bánh canh. Bánh canh kiểu. Hốt kiểu.
muốn nói vậy. Bánh canh cua. Bánh canh cua. Bánh canh cua. Ừ. Bánh canh. Còn canh nó nè. Ủa nó vậy quá. Ok bây giờ mình tạm biệt ông bà cô chú. Là đúng rồi. Jessica dạy tầm bậy đó. Và bây giờ xin chào tạm biệt ông bà cô chú ấy. Tạm biệt. Tạm biệt ông bà cô chú anh chị và các bạn. Hẹn gặp lại ở video ngày mai. Xin chúc ông bà cô chú có một ngày thật là vui vẻ hạnh phúc nha. Bye bye. Bye bye. Nhớ đăng ký chia sẻ. Hẹn gặp lại video tiếp theo. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Ừ, bây giờ anh ăn một tô xong rồi. Như chào tạm biệt ông bà cô chú rồi. Xong anh đứng dậy anh hỏi Như ơi, còn bún với lại thịt bò nữa không? Giờ phải ăn tranh thủ ăn chứ để vài bữa Như đi rồi không có ăn. Cái múc thêm tô nữa mà trong khi đó hết nước mắm. Cái để nước tương vô ăn. Cưng hơn bà cô chú. Bà cô chú. Ừ, cái áo rách thì thấy thương không? Mặc áo rách rồi sống giờ chạy xe máy luôn rồi tự nhiên nó xuống cấp trầm trọng rồi bé tờ, thần tượng của mấy cái fan nữ đâu mà tự nhiên giờ xuống cấp rồi bé tờ. Rồi ăn đi, ăn đi. Ăn đi. Ăn. Sao? Ừ. Ăn đi. Ăn đi. Ăn đi, ăn đi. Rồi còn Si kìa. Si nó ăn vô nó bơm xăng vô tỉnh này đó bà cô chú.